Trà ăn sáng á, làm ơn nè, thứ nhất phải xác định giúp lợi tia tới nè, ổn chưa? Tia phản xạ nè, tia khúc xạ nè, góc tới nè, góc phản xạ nè, và góc phản xạ nè, khúc xạ. Rồi tiếp pháp tuyến nè, mặt phân cắt nè. Rồi bắt đầu cố gắng khi gặp bài này vẽ cái hình tượng trưng ra để mình biết. Đó là vẽ nè, mặt phân cắt nha, đây gọi là mặt phân cắt. Thấy chưa? Chiếu từ trên môi trường này là môi trường 1 nè, môi trường này là môi trường 2 nè. Nếu n bằng 1 thì đó là môi trường gì vậy? Không khí. Nhớ khi người ta cho không khí là n bằng 1. Được chưa? Bắt đầu nè, muốn vẽ tia tới, tia phản xạ, tia khúc xạ thì bước 1 vẽ pháp tuyến. Đặc điểm pháp tuyến, vuông góc với đâu? Đó, phải hiểu nha. Pháp tuyến, pháp tuyến. Rồi chiếu tới nè, chiếu tia tới thì có dấu mũi tên đi, ghi tới. Tia phản xạ thì có mũi tên đi lên. Góc này là góc chữ gì? Y. Đây là gì? Y và y phải có đặc điểm y bằng y phải. Được chưa? Y là góc gì? Y là góc gì? Y phải là góc gì? Tiếp, góc khúc xạ nè, góc khúc xạ R. Góc tia khúc xạ thì mũi tên đi ghi xuống. Đây gọi là gì? Góc, góc khúc xạ. Được chưa? Rồi bắt đầu nè, diễn đạt nè. Y là góc tới. Góc tới là góc hợp bởi giữa, đây là tia tia tới với y phải, là góc hợp bởi giữa tia tia phản xạ với pháp tuyến. Đây là tia khúc, khúc xạ là góc hợp bởi giữa pháp tuyến với góc phản xạ. Hiểu? Phải hiểu nha, không là để mai mốt vô phòng thi nó ghi cái chữ lạ chút xíu là bạn không biết. Rồi bắt đầu tiếp nè. Ổn cái đó chưa? Bắt đầu nè.